khái lược về sức mạnh của Việt Nam, quá khứ, hiện tại, tương lai. Tác giả Đoàn Quang Minh, biên tập Thi. Việt Nam là một nước nhỏ, yếu, nghèo nàn và lạc hậu. Điều này đã từng đúng và đến nay đã được chứng minh có phần sai. Sau hơn 40 năm kết thúc cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai và sau gần 30 năm, người Việt Nam thực sự được sống trong hòa bình, được hội nhập và cạnh tranh phát triển cùng các dân tộc khác trên thế giới, rất nhiều điều đã thay đổi. Vị thế và sức mạnh của Việt Nam giờ đã khác, tiềm lực của Việt Nam đã được khai thác khá hiệu quả và còn đang tiếp tục được khai thác tốt để đưa Việt Nam vươn lên, giành lấy vị thế xứng đáng ở tầm khu vực, châu lục và trên thế giới. Bài viết này nhằm đưa ra một cái nhìn khái quát về sức mạnh Việt Nam, xét ở các khía cạnh, điều kiện tự nhiên, xã hội, lịch sử, kinh tế, chính trị và quân sự. Một, điều kiện tự nhiên. Việt Nam có diện tích 330.000 km², khá nhỏ, vào loại trung bình của thế giới và châu lục, nằm ở bờ đông lục địa châu Á, rìa bán đảo Đông Dương, nối giữa Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Diện tích lãnh thổ đứng thứ 66 thế giới, tương đương với lãnh thổ của Philippines, lớn hơn Lào, Campuchia, bằng 2/3 Thái Lan và bằng 1/2 Myanmar. Mật độ dân số Việt Nam gấp đôi mật độ dân số Trung Quốc, gấp 5,2 lần mật độ dân số thế giới, là một trong những nước bất lợi về điều kiện tự nhiên. Với 3/4 diện tích lãnh thổ Việt Nam là đồi núi, diện tích đất canh tác theo đầu người thấp, trong khi kinh tế, đa số người dân Việt Nam lệ thuộc nông nghiệp. Khí hậu và thổ nhưỡng của Việt Nam thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, nhưng mật độ dân số cao, tỷ trọng lao động nông nghiệp chiếm khoảng 60%, diện tích canh tác bị chia nhỏ, xé lẻ, sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp, manh mún, khó áp dụng đại trà các tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất. Bờ biển Việt Nam dài đến hơn 3.000 km, diện tích biển khoảng 1 triệu km², gấp 3 lần diện tích đất liền, là một trong những nước có tỷ lệ diện tích biển so với diện tích đất liền cao nhất thế giới, không tính các quốc gia quần đảo. Người Việt Nam chưa có truyền thống đánh bắt, khai thác các nguồn lợi thủy hải sản, trong khi đầu tư để đánh bắt, nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy hải sản thì đòi hỏi vốn liếng, công nghệ hiện đại, quy trình nghiêm ngặt và kinh nghiệm quản lý. Đây là khó khăn lớn của Việt Nam, cần rất nhiều thời gian để dần khắc phục, biến tiềm năng to lớn từ biển thành thịnh vượng cho người dân và đất nước. Mặt khác, phát triển kinh tế biển của Việt Nam còn gặp khó vì tranh chấp với các nước láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc. Tài nguyên thiên nhiên Việt Nam rất phong phú, khoáng sản và than ở vùng núi phía Bắc, dầu khí ở vùng thềm lục địa phía Nam. Tuy vậy, trữ lượng khoáng sản không cao, lại nằm ở những vùng hiểm trở, khó khai thác, nên chi phí cao, đầu tư lớn, hiệu quả thấp, nhiều rủi ro về môi trường, kinh tế và xã hội. Tuy than và dầu khí có trữ lượng lớn, nhưng đối với cả hai loại nhiên liệu này, Việt Nam đều được xếp vào nhóm nước nhập khẩu, sản phẩm làm ra chưa đủ cho tiêu thụ nội địa. Tóm lại, mặc dù không quá bất lợi, nhưng Việt Nam cũng không được xếp vào nhóm được thiên nhiên ưu đãi. Nếu biết khéo thu vén thì nói như các cụ, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. 2. Xã hội và lịch sử. Việt Nam là một trong những dân tộc
có nền văn hiến lâu đời trên thế giới, nằm ở giữa hai nền văn minh cổ đại phát triển nhất châu Á và là những nền văn minh rực rỡ của thế giới, nên người Việt đã sớm tiếp thu và lựa chọn, chắt lọc những tinh túy của văn minh Á Đông để phục vụ cho sự phát triển của dân tộc. Khu vực Đông Nam Á chỉ có người Khmer và người Việt là có được nền văn minh bản địa. Còn lại, người Thái và người Miến đều là những dân tộc từ phía Nam Trung Hoa di cư sang. Người Lào cũng là một trong những bộ tộc di cư và rất nhỏ lẻ cho tới tận thời cận đại. Các đảo quốc như Indonesia, Malaysia thì có đến 4 tộc người chung sống gồm người Hoa, người Ấn, người Ả Rập, di cư chiếm đến 60-70%. Cư dân bản địa chỉ chiếm thiểu số và yếm thế so với người di cư. Philippines thì cư dân bản địa kết hợp với người di cư châu Á chiếm đại đa số, nhưng văn hóa và tôn giáo lại bị Âu hóa một cách tiêu cực, thiếu bản sắc. Singapore là một đảo quốc với hơn 4 triệu dân, nhưng có đến gần 80% là người Hoa di cư. Brunei và Timor-Leste quá nhỏ bé để được coi là một dân tộc theo đúng nghĩa. Như vậy, xét về góc độ xã hội, Việt Nam tự hào là một dân tộc có truyền thống văn hiến lâu đời, đậm đà bản sắc và khá phong phú, đa dạng về các loại hình văn hóa, tín ngưỡng và có khả năng tiếp thu, hội nhập với văn minh nhân loại. Lịch sử cận và hiện đại của Việt Nam rất phức tạp. Cuộc đấu tranh giành độc lập gần 100 năm để thoát ách đô hộ của thực dân Pháp, sau đó là 20 năm can thiệp và trực tiếp tham chiến của Mỹ. Dân tộc Việt Nam kiệt quệ, đất nước bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, loạn lạc, nhưng lại giúp người Việt tiếp cận những nền văn minh hàng đầu thế giới trong suốt thời kỳ cận và hiện đại. Đó là văn minh của Pháp thời cận đại, nền văn minh của Mỹ và Liên Xô trong thời hiện đại. Điều đó lý giải việc người Việt có khả năng Âu hóa vào loại mạnh nhất trong số các nước châu Á, nhưng lại vẫn giữ được những nét truyền thống Á Đông cổ điển và lâu đời. Như vậy, xét về văn hóa và tiếp cận văn minh nhân loại, người Việt có đủ cơ sở để có được một nền tảng rất tốt để Đông Tây Kim Cổ kết hợp nhằm tạo ra một nền văn hóa hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc, nhưng lại tiếp thu và kết hợp được những gì là tinh túy nhất của nhân loại. Người Việt có truyền thống chống ngoại xâm và tự lực tự cường, rất đáng tự hào, nhưng lại không có truyền thống làm giàu và xây dựng một nền văn minh vượt trội so với các dân tộc khác. Trong lịch sử hơn 1.000 năm, từ ngày thoát khỏi sự đô hộ của phong kiến phương Bắc, Việt Nam chỉ có vài giai đoạn ngắn ngủi được coi là quốc thái dân an. Chưa bao giờ có được một nền kinh tế phát triển cực thịnh và lấn át, vượt trội so với các nước láng giềng. Ngay cả việc người Việt mở mang bờ cõi về phía Nam cũng là một quá trình lâu dài, đầy gian nan và phải trả giá đắt, mà chủ yếu do sự khôn ngoan, thiện chiến của dân tộc, chứ không hẳn là sự xâm lấn của một dân tộc vượt trội về mọi mặt, buộc các dân tộc khác phải quy phục và hòa nhập để được thụ hưởng các giá trị từ một nền văn minh rực sáng, mạnh mẽ và hào hùng về quân sự, khôn khéo và uyển chuyển về ngoại giao. Nhưng Việt Nam không giỏi làm kinh tế và không có nền văn minh riêng, mà chỉ là sự kết hợp giữa nền văn hóa dân tộc với tri thức của các nền văn minh ngoại nhập. Người Việt vốn xuất nguồn từ Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ, vùng duyên hải Bắc Trung Bộ và vùng núi phía Nam Trung Quốc. Thời cổ sử, nguồn gốc dân tộc Việt rất khó xác định và khá mơ hồ. Kiến thức lịch sử chúng ta có được đều từ hai nguồn: các truyền thuyết và chuyện cổ dân gian, sử sách của Trung Quốc. Người Việt có ngôn ngữ riêng nhưng lại không có chữ viết riêng. Trong lịch sử, người Việt
buộc phải mượn chữ viết của người Trung Hoa, nỗ lực xây dựng hệ thống chữ nôm đã thất bại và loại chữ này đã không thể lưu giữ được văn hóa, lịch sử của dân tộc. Vì thế, chúng ta chỉ áng chừng được những nét khái quát nhất về sự hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam mà khó dựng được bức tranh toàn cảnh. Trái ngược với văn bia khá mơ hồ và thiếu thốn do chiến tranh bị đốt phá, hủy hoại, văn hóa dân gian của người Việt cực mạnh, vượt qua sự tưởng tượng của mọi kẻ thống trị ngoại bang. Đây chính là truyền thống rất đáng tự hào của dân tộc ta, chính sức sống mãnh liệt của văn hóa dân gian và truyền thống đoàn kết đã giúp dân tộc Việt Nam vượt qua hàng ngàn năm Bắc thuộc, gần 100 năm Pháp thuộc, cùng hàng chục cuộc kháng chiến chống ngoại xâm mà không bị đồng hóa, nô dịch về văn hóa, tư tưởng. Đến nay, dân tộc Việt Nam đã lớn mạnh, trở thành một dân tộc đông dân, xếp thứ 14 thế giới, với đại đa số là người Kinh, có cùng nguồn cội và văn hóa, phong tục, truyền thống. Dù người Việt chưa có được nền văn minh hàng đầu thế giới, nhưng trong nhóm nước có nền văn hóa truyền thống và giàu bản sắc thì Việt Nam vẫn được bạn bè quốc tế vị nể. 3. Kinh tế. Trong quá khứ, Việt Nam được đánh giá là một đất nước giàu có và trù phú bởi dân số Việt Nam còn ít, đất rộng, người thưa, là một nước có khí hậu cận nhiệt đới. Việt Nam có điều kiện phát triển nông nghiệp, làm cơ sở cho tiểu thủ công nghiệp phát triển theo. Tuy vậy, nhìn lại các sản phẩm phi nông nghiệp và các công trình kiến trúc của Việt Nam, thì chúng ta thấy người Việt không giàu như ta tưởng. Những lụa Hà Đông, gốm Chu Đậu, rồi các sản phẩm đúc đồng, chạm khắc của Việt Nam thì chưa có gì để được coi là đặc sắc và thuộc top đầu thế giới thời đó. Ta cũng không có được các công trình kiến trúc quân sự thực sự hoành tráng. Chỉ cần sang thăm Angkor Wat là thấy ngay sự khiêm tốn của các công trình kiến trúc Việt Nam. Rất buồn là tôi đã từng có cảm xúc thật khó tả khi đi thăm một phủ huyện ở Trung Quốc và so sánh nó với kinh thành Huế của Việt Nam ta. Sự so sánh thể hiện cách khiêm nhường của các công trình kiến trúc của Việt Nam so với các nước láng giềng trong cùng thời kỳ. Lịch sử cận đại, Việt Nam được xếp vào nhóm những nền kinh tế hàng đầu trong hệ thống thuộc địa của Pháp và có tài liệu cho rằng kinh tế Việt Nam vào loại hàng đầu châu Á đầu thế kỷ thứ 20. Tuy vậy, chúng ta là thuộc địa và người Việt không có truyền thống làm giàu. Kinh tế Việt Nam khi đó hầu hết nằm trong tay người Pháp. Trong số những nhà tư sản, cũng có vài người Việt Nam giàu lên và nổi danh khắp Đông Dương, nhưng tiềm lực của họ vẫn rất hạn chế, không thể đủ để cạnh tranh với người Pháp và càng không thể giúp người Việt ngoi lên, giành quyền tự chủ hoặc tự đứng vững. Thời đó, người Pháp đã xây dựng ở Việt Nam nhiều công trình có giá trị, cùng các cơ sở kinh tế hiện đại và tầm cỡ thế giới ở cùng thời kỳ. Tuy vậy, những cơ sở kinh tế và công trình kiến trúc này đều chỉ để phục vụ cho người Pháp và số ít những người Việt đã gia nhập làng Tây. Đại đa số người Việt Nam chịu cảnh đói khổ, lầm than và thân kiếp nô lệ ngay trên chính mảnh đất ông cha của mình. Chính sách khai thác thuộc địa của người Pháp khiến cho mọi thuộc địa của họ cạn kiệt tài nguyên và suy kiệt về nòi giống. Việt Nam không là ngoại lệ. Hầu hết người Việt thời đó đều suy kiệt nặng nề, bệnh tật và chết yểu. Trẻ em suy dinh dưỡng, chiều cao trung bình sụt đi trong suốt thời thuộc Pháp. Đỉnh điểm của sự tàn bạo, vô nhân tính trong chính sách cai trị của Pháp và sự đớn hèn của chính quyền thuộc địa khi để Đông Dương rơi vào ách chiếm đóng của quân đội Nhật Bản chính là nạn đói năm 1945 với cái chết của gần 2 triệu người Việt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Vì thế, nếu đưa ra dẫn chứng rằng Việt Nam có GDP đầu người hàng đầu châu Á,
số liệu mơ hồ, không chính thức, và cho rằng người Việt giàu hơn các nước châu Á khác là một sự thiếu hiểu biết nghiêm trọng. Nếu không muốn nói là sự giả dối, trơ trẽn, đáng khinh. Sau Thế chiến thứ hai, hầu hết các dân tộc trên thế giới được sống trong hòa bình để khôi phục đất nước sau chiến tranh, thì Việt Nam lại bị thực dân Pháp xâm lược một lần nữa. Chiến sự chủ yếu diễn ra ở miền Bắc với các trận đánh lớn ở các vùng núi phía Bắc và chiến tranh du kích ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Chiến tranh kéo dài trong 9 năm 1946-1954 đã khiến kinh tế miền Bắc sa sút nghiêm trọng. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, các bên có 300 ngày kể từ ngày ký Hiệp định Geneva 1954 để rút khỏi vùng thuộc quyền kiểm soát của phía bên kia. Thời gian này, người Pháp và tay sai của họ đã rút toàn bộ tiền bạc, của cải vật chất, cơ sở kinh tế khỏi miền Bắc, dẫn đến việc năm 1955, GDP của miền Bắc chỉ còn bằng 1/4 của miền Nam. Trước khi Mỹ nhảy vào tham chiến tại miền Nam Việt Nam, kinh tế miền Bắc phát triển rất mạnh. Đến năm 1960, GDP miền Bắc đã bằng 1/3 và đến năm 1965 đã bằng non nửa GDP miền Nam, tăng gấp 2,32 lần so với 1955. Từ khi Mỹ nhảy vào chiến tranh Việt Nam, dù tăng cường viện trợ quân sự và viện trợ kinh tế cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, cộng với việc ồ ạt đổ quân tạo ra thị trường tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ rất lớn, thì kinh tế miền Nam Việt Nam vẫn trở nên bấp bênh và suy thoái. Đến năm 1970, trong khi kinh tế miền Nam Việt Nam thụt lùi, thì kinh tế miền Bắc Việt Nam tiếp đà tăng trưởng lên gấp 1,8 lần so với 1965 và san bằng cách biệt giữa hai miền. Từ đó, cho tới khi thống nhất đất nước, kinh tế miền Bắc luôn dẫn trước kinh tế miền Nam với khoảng cách không quá xa. Nhìn những công trình người Pháp, người Mỹ xây dựng tại Sài Gòn cùng các vật phẩm xa hoa tại các thành phố lớn ở miền Nam Việt Nam, nhiều người cho rằng kinh tế miền Nam Việt Nam thời đó rất giàu có và người dân được hưởng đời sống vật chất xa hoa, sung sướng. Thực tế không phải vậy. Tuyệt đại đa số người dân miền Nam Việt Nam sống trong cảnh bần hàn, bất ổn và tính mạng bị đe dọa. Các cơ sở vật chất tại miền Nam Việt Nam khi đó đa số nằm trong tay tư bản nước ngoài cùng các doanh nhân Hoa Kiều, ba tàu chợ lớn. Nền kinh tế miền Nam Việt Nam phụ thuộc gần như hoàn toàn vào viện trợ và thị trường của Mỹ, sự thao túng của người Hoa tại Sài Gòn. Các cơ sở kinh tế của người Việt không đáng kể và què quặt, yếu ớt, không đủ sức để cung cấp đủ sản phẩm tiêu thụ trong nước, xuất khẩu thấp và chỉ bằng 1/10 nhập khẩu. Cùng trong thời gian này, kinh tế miền Bắc phát triển vượt bậc, với đặc điểm công nghiệp lệ thuộc vào viện trợ và giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và một số nước khác, thương mại thì bị xóa bỏ, còn nông nghiệp thì áp dụng mô hình cộng sản thời chiến. Những điểm này phù hợp với thời chiến, nhưng khi chuyển sang thời bình thì bộc lộ không ít khiếm khuyết. Sau giải phóng miền Nam, kinh tế Việt Nam rơi vào tình trạng hết sức khó khăn. Khi miền Nam mất hoàn toàn viện trợ của Mỹ, miền Bắc mất hoàn toàn viện trợ của Trung Quốc, lại phải bỏ ra chi phí khổng lồ để khôi phục, hàn gắn vết thương chiến tranh và chuyển đổi mô hình kinh tế ở miền Nam. Đến năm 1978-1979, kinh tế Việt Nam lại bị giáng những đòn nặng nề do chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc xảy ra. Chiến phí và viện trợ cho Lào và Campuchia, cộng với những đòn đánh kinh tế của Trung Quốc, bao vây, cấm vận của Mỹ và phương Tây, trong khi viện trợ của Liên Xô và Đông Âu sụt giảm, nên kinh tế Việt Nam lâm vào khủng hoảng trong những năm 1980. Sau thất bại của kế hoạch cải cách giá lương tiền năm 1985, dù đã bắt đầu phát động đổi mới từ Đại hội Đảng 6, thì kinh tế Việt Nam vẫn chưa chặn được đà suy thoái. Và đến trước ngày Liên Xô và Đông Âu sụp đổ 1989, kinh tế Việt Nam rơi xuống điểm đáy với GDP
chỉ 6,3 tỷ USD, tương đương với 89 USD trên đầu người trong một năm. Việt Nam chính thức có tên trong nhóm nước nghèo nhất thế giới. Sau thời điểm này, kinh tế Việt Nam bắt đầu đi lên do xóa bỏ bao cấp, xóa bỏ ngăn sông cấm chợ và mở cửa làm ăn với thế giới. Năm 1994, Mỹ bỏ bao vây cấm vận kinh tế. 1995, Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Việt Nam gia nhập ASEAN. Tiếp theo, Việt Nam gia nhập APEC, ký hàng loạt hiệp định thương mại với các nước lớn. Hơn 10 năm sau, gia nhập WTO. Liên tiếp trong một phần tư thế kỷ, cùng với nỗ lực vượt bậc của người dân Việt Nam, sự quyết tâm và các quyết sách đổi mới táo bạo của chính phủ, cùng với việc đón nhận dòng đầu tư nước ngoài từ nhiều đối tác hàng đầu thế giới, kinh tế Việt Nam khởi sắc, từ nhóm nghèo nhất thế giới lên hàng các nước có thu nhập trung bình thấp vào năm 2008 là 1.000 USD người một năm. Đến năm 2016, hơn 2.200 USD người trên năm. Tính theo sức mua tương đương PPP thì Việt Nam đã đạt hơn 6.000 USD người năm. Và tính theo mức sống thì người dân Việt Nam đang hưởng mức hơn 10.000 USD người năm. Thực tế, tích lũy tài sản và hưởng thụ cuộc sống của người Việt Nam còn cao hơn nhiều do ở Việt Nam giá dịch vụ thấp, nhất là y tế, giáo dục, vui chơi giải trí, ăn uống và du lịch. Kinh tế phi chính thức, không khai báo nộp thuế, phổ biến và chiếm tỷ lệ cao. Có tài liệu cho rằng, ở Việt Nam cứ ra 2 đồng thì chỉ 1 đồng được tính vào GDP. GDP tính theo đầu người của Việt Nam đứng thứ 130 theo danh nghĩa và 124 theo sức mua tương đương. Nhưng nền kinh tế của Việt Nam đã thuộc vào nhóm 1/4 hàng đầu của thế giới, đứng thứ 48 tính theo GDP danh nghĩa và thứ 33 theo GDP sức mua tương đương PPP. Kinh tế Việt Nam đã dần ổn định.